Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 403 ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Từ năm 2018 đến năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến hành giám sát 5 nội dung thông qua hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân và chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổ chức được 14 hội nghị phản biện xã hội với quy mô đại biểu tham gia tương đối lớn và phản biện có chiều sâu. Các dự án luật, đề án được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức phản biện là những dự thảo văn bản liên quan trực tiếp đến quyền nghĩa vụ của công dân, đóng vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội và được nhân dân quan tâm. Bên cạnh kết quả đạt được, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở một số địa phương, nhất là các cơ sở còn lúng túng trong lựa chọn nội dung giám sát, chất lượng một số cuộc giám sát còn hạn chế, chưa có nhiều kiến nghị sau giám sát hoặc ít giám sát kết quả khắc phục sau kiến nghị giám sát. Thời gian đến, mặt trận các cấp tập trung triển khai nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội.